Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nè. Đây trục xới nha anh em, trục xới nhà xa có đạp lại gần à, anh phục hồi trục xới cho anh em nè. Trục này trục xới cũ à, của anh em ở ở quán nào thì quay mình ra nè. ở tỉnh nào nè, ở tỉnh quán nào nè anh em dòm đây. Em không biết quán nào luôn nha anh em, anh em mua tái rẻ vậy là thua rồi nha. Rồi anh em ở quán, anh em cố gắng ghi tên giùm em địa chỉ cụ thể giúp em nha. Ở tỉnh nào anh em cứ ghi cụ thể giúp em. Đây trục xới, lấy thêm cái kéo đi em, cắt cho cho mau. Anh em cố gắng xem giùm em cái bill nha, với cái địa chỉ rồi chứ trục xới anh em xem, anh em điện thoại lại cho Hoàng Mai nha. Bây giờ em cũng không biết của anh nào luôn, anh em cứ thấy trục xới anh em cứ gửi lại Hoàng Mai nha, nhớ gọi điện cho Hoàng Mai nha, vì nó gắt cái bill rồi nha anh em, gắt bill rồi. Anh em gọi lại cho em gắt bill rồi. Gắt bill mất tiêu rồi. Bây giờ anh em mở em khui ra, anh em Bắc Nam anh em coi ai có nhu cầu làm trục xới sẵn nó dòm giùm em luôn nha. Anh em ở gần cái gì đó anh em cứ xem giùm em, gọi nhớ gọi điện alo nhắn tin lại cho Hoàng Mai nha. Trục xới là có anh em đã sắp rồi nha anh em, sắp rồi mà xới chưa đạt nè, sắp rồi mà xới chưa đạt thì gửi cho Hoàng Mai nè, Hoàng Mai sắp lại cho anh em đi. Anh em ngoài Bắc nè, mấy cái món hàng là sau này là em sẽ xả hết cho anh em nha, em xả hết, đứng ở đây khỏi lại em xả hết cho anh em luôn, em mài láng cho anh em hết đầy đủ. Chân núi này có điều kiện là em sử dụng là sử dụng lại cho anh em luôn nha, sử dụng tận dụng lại cho anh em hết toàn bộ. Trục xới dài to luôn anh em, ở cái quan trọng là anh chủ nè, cái anh chủ này cố gắng xem cái trục xới rồi gọi điện lên cho Hoàng Mai nha, vì cái phiếu nó đã bị mất gách rồi, phiếu mất gách rồi nha anh em, cứ gọi điện lên cho Hoàng Mai nha, đặng em có liên hệ với anh em được. Bây giờ không có tên không có số điện thoại luôn, cố gắng anh em chủ nào giờ mình thấy giúp em điện thoại lại cho em nha. Hoàng Mai 0907 7900079 nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha.